xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi Chúng ta gặp nhau ở phần 5 trên 5 của bài 11 Cũng là phần cuối của bài này à, Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Trong phần này chúng ta sẽ đọc, cùng nhau đọc các cái đoạn đàm thoại của bài Và giải thích những cái thắc mắc gì đó mà mình thấy cần cho các bạn à, Đoạn 1 chúng ta có Chuyện quên si trù rên chai ma quên si rên chai ma xin hỏi chủ nhiệm khoa có ở đây không Jay tức là chai trơ chủ nhiệm khoa có ở đây không nì sơ anh là anh là đây là một cái dạng hỏi mà câu hỏi lửng thôi à, anh là tức là anh là ai đó wo trang lại vò cho trang sang hài lại vò giao si ren tôi tên là trương tân từ thượng hải đến tôi muốn gặp từ trên đây có nghĩa là gặp tôi muốn gặp à, chủ nhiệm khoa si chủ ren ren nhiệm khoa bây giờ có việc rồi xin đợi xin đợi ý下. xin chờ cho một chút, hảo

Xuất chủ hiện tại <laughs> có sự. chủ hiện tại <laughs> có uh, sự. xin đợi xin đợi một Mình thấy rằng các bạn nên tập hợp thành một nhóm hay là ít nhất cũng hai người uh, tập đàm thoại với nhau cho nhiều. Cứ một người vai A và một người vai B cứ nói với nhau, nói khi nào mà nhường nhuyễn thôi, không cần nhìn sách, không cần nhìn gì cả. Thì lúc đó chúng ta sẽ có phản xạ tốt hơn. Kế tiếp nữa chúng ta có đoạn 2. Xin quên trời sư quản lãnh giá ma. Xin quên trời sư quản lãnh giá ma. Xin hỏi đây là nhà của Vương Lan phải không? Xin quên trời sư quản lãnh giá ma. Sư ta, ní trào sĩ à. ta, Vâng, từ tơ đây là đệm vào thôi. Sư ta, ní trào Anh tìm ai vậy? Hoặc là bạn tìm ai vậy?

Quảng lãnh cha cha ma Chai ni tần tân Chai ni tần tân Tần tân đây chúng ta cũng có thể Nói là ni tần y tần Hoặc là ni tần y xa cũng được Cái tiếp nữa Ta có một đoạn nữa Học sư quảng lãnh ni sư sĩ Học sư quảng lãnh ni sư sĩ Tôi là vương lang đây Ni sư sĩ Bạn là ai vậy? Anh là ai vậy? Wo chen lin. Wo chen lin. Tôi là vương, tôi là Trần Lâm đây. Ni Sao ma, ma. Buổi chiều uh, nói Sao thì ta sẽ hiểu là chi theo xia wu tức là chiều hôm nay đó. Ni Sao yo nay bạn có rảnh không? Ni gen ma? bạn cùng tôi đi xem triển lãm tranh được không? Bạn đi xem triển làm tranh với tôi được không? Hảo, dù không, chỉ đèn chì. Hảo, dù không, chỉ đèn chì. được, dù không là có rảnh. À, uh dù không, chỉ đèn chì. Mấy giờ đi? Chỉ đèn chì. Lén tiện. Lén tiện, hai giờ. Wòmên sống sẽ xeo chì. Wòmên sống sẽ xeo chì chúng ta từ trường đi luôn uh, đi từ trường hảo ba liền tiền hảo ba liền tiền được à, uh, hai giờ gặp nha liền tiền chen hai giờ gặp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc luôn nào quả sư Quảng lãnh ni sư trần ni 你下午有空吗？你跟我一起去看画展好吗？你跟我一起去看画展好吗？好，有空。好，有空。几点去？几点去？两点。两点。我们从学校去。我们从学校去。 Hảo bà liễng tiền chiền Hǎo tiền Kế tiếp chúng ta có một cái bài đọc ngắn ngắn à, Đầu tiên mình đọc trước Sau đó rồi giải thích nghĩa Và sau đó nữa thì mời các bạn đọc theo nha Quân thị dĩ tiên nữ trẻ trẻ Quân thị dĩ tiên nữ trẻ trẻ Vấn đề nhất định có thể giải quyết Hoặc là giải quyết được Trang xin xung sinh hỏa ta xẻ pi Trang Xin sủng, Sinh Hóa Ta Sửa Bi Trang Xin từ Đại học Thanh Hoa Tốt Nghiệp Tức là Tốt Nghiệp Đại học Thanh Hoa Hoặc là Tốt Nghiệp từ Đại học Thanh Hoa Xin Giải Sư Cung Trần Sư Xin Giải Sư Cung Trần Sư Bây giờ là Kỹ Sư Bây giờ là Kỹ Sư Giải Sang Hải Y Giá Chiến Trụ Công Sư Cung Chùa Giải Sang Hải Y Giá Chiến Trụ Công Sư Cung Chùa Ở đâu mới làm gì? ở một công ty kiến trúc ở Thượng Hải làm việc có nghĩa là làm việc ở một công ty kiến trúc tại Thượng Hải tại Sang Hải y gia kiến trúc công sư, Tha sơ công do thá tờ sơ chi thơ sơ thơ sơ bản thiết kế của anh rất độc đáo hẳn dụ thơ sơ Chuy chín sơ là y dò chào sơ là y gần đây anh ấy thiết kế một cây cầu chua là thanh tư cho nên ý, nghe chỗ này nó đọc là ý dĩ là chảo một chiếc cầu cây cầu gì đó tan hãy dầu xe quên thị hãy xe thí, nhưng hãy dầu là vẫn còn hãy dầu xe quên thị vẫn còn một số vấn đề tha xuống sang hải lãi trào si trù Tha súng sang hại lấy trào si trù rên Anh ấy từ Thượng Hải Đến tìm chủ nhiệm khoa Lái trọ đến tìm chủ nhiệm khoa Si trù rên Ta yên băng trù thá Si trù rên ta yên băng trù thá Chủ nhiệm khoa nhận lời giúp anh ấy Quân thỉ dĩ tiên nẫn chè chè Quân thị dĩ tiên nẫn chè chè Vấn đề nhất định sẽ được giải quyết Sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 问题一定能解决。张鑫从清华大学毕业，现在是工程师，在上海一家建筑公司工作。他的设计很有特色。 最近，他设计了一座桥，但是还有些问题。但是还有些问题。他从上海来找西主任，他从上海来找西主任，西主任答应帮助他。 Xí chủ nhân đã ứng giúp trụ thá Vấn đề nhất định nâng giải quyết Vấn đề ý định nâng giải quyết Ở đây thì mình có một lời khuyên cho các bạn Tức là những cái bài đọc ngắn ngắn thế này nè Đề nghị các bạn học thuộc lòng luôn thì nó sẽ tạo cho mình phản xạ rồi mình nhớ được cái cái cách nói rồi nhớ được cả ngữ pháp nữa cho nên là sẽ rất tốt nếu được các bạn cứ nghe tới nghe lui nhiều lần để các bạn thuộc luôn sau đó các bạn không có cần nhìn không cần nghe gì hết các bạn tự kể lại hoặc là tự viết lại thì càng tốt mình đọc lại một lần nữa nha quên thị dĩ tiên nữ trẻ trang xin xuống xin hỏa ta sẽ dê xin sư cung sư 在上海一家建筑公司工作，他的设计很有特色。最近他设计了一座桥，但是还有些问题。他从上海来找徐主任，徐主任答应帮助他，问题一定能解决。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 5/5 5 của bài 11 cũng là phần cuối của bài này. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, đến đây rồi thì chúng ta cũng học được khá nhiều bộ rồi, các bạn hãy hệ thống lại xem mình đã học được bao nhiêu bộ. Viết lại cho thật là cẩn thận. Và từ nay trở đi các bạn nên tìm một cái người bạn nào đó học chung để mà chúng ta có thể đàm thoại hàng ngày cho nó quen tạo thành cái phản xạ để khi chúng ta gặp người nước ngoài gặp người trung quốc đài loan gì đó thì chúng ta có thể nói một cách tự tin hơn à, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở video clip kế tiếp